Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 giây á, bà con mình có thắc mắc là giữa cái máy đo đường huyết milimol và miligam thì hai cái đơn vị đo đó nó khác nhau như thế nào. Thì thực sự là cái này chỉ là đơn vị đo thôi, mình chuyển đổi qua lại được cả nhà ha. Ví dụ giống như cái máy đường huyết này nè của Nhật nè, hiệu Array ha. Thì ngoài miền Bắc á, thường là xài đơn vị là milimol trên huyết, còn trong Nam là miligam trên decilit. Còn que thì mình xài chung cho hai dòng máy này luôn nghe. Ví dụ hai cái máy này cái kiểu dáng giống nhau hoàn toàn, nhưng mà do cái cách cài đặt bên trong á là thiết kế riêng cho từng máy đó, nên khi cả nhà mua thì mình nhớ lựa chọn. Thì hồi trước á, thì trong Nam mình rất là ít bán cái dòng máy milimol, nhưng mà sau này bà con mình vẫn thường xài đó, nên là hiện giờ thì Nam Việt mình vẫn có hai dòng máy đó cho cả nhà mình lựa chọn nghe. Nhưng mà để đơn giản nhất, ví dụ như cả nhà mình đang xài cái dòng máy đó rồi thì mình có một cái bảng, mình sẽ so sánh giá trị. Ví dụ bên trái là bảng cột A là milimol, còn bên phải là miligam. Thì hai dòng máy này mình đều xài chung hữu que nha. Để bằng Sơn lấy cái bảng giá trị đo cho cả nhà mình tham khảo nè. Ví dụ đi theo máy thì nó có hướng dẫn tiếng Việt rồi. Bên trong thì có máy và cây bút lấy máu nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem về cái bảng đó là 0.06 thì tương đương là miligam trên decilit là 1. Ví dụ mình đo đường huyết 130 miligam thì tương đương với 72 milimol, 7,2 milimol cả nhà ha. Ví dụ như màu vàng như vậy thì mình sẽ trao với đây là bình thường. Còn nếu mà như màu cam là cao nhẹ, màu sáng này bị hạ đường huyết, bị tụt đường huyết đó. Còn như màu đỏ là tăng nghiêm trọng. Đó, cả nhà thấy ha. Mình có hai bảng song song milimol miligam đó, thì rất là dễ để xài ha. Rồi còn Sơn ví dụ cái dòng máy này nè, khi mà mình đo ra mà như cả nhà mình chưa có hình dung được á, nó ra cái con số là rất là lớn. Ví dụ là 80 90 100 200 130 thì mình hiểu ngay đó là đơn vị của miligam đó, mình tra vào cái cột của những con số lớn. Còn cái đơn vị milimol thì nó rất là dễ, 5.5 hay là 6.2 hay là 7 chấm mấy thì đó là milimol cả nhà ha, mình tra vào. Nên là nhiều khi cả nhà mình ra ngoài thị trường mà kiếm cái dòng milimol á thì ở như ở miền Nam hơi khó đó, thì cả nhà mình cũng đừng có ngại, cứ mua cái dòng máy đó về và mình tra vào cái bảng. Thường thì trên thị trường á là có cái bảng đó để song song để cho cả nhà mình đo. Ví dụ giống như là đơn vị đo giữa cm với mét vậy đó, mình đổi ra đó, cả nhà thấy rất là dễ xài. Nhưng mà ví dụ như cả nhà mình quen đi bệnh viện á, mà bệnh viện xài cái dòng máy đó rồi đó, mình nhất là ông bà lớn tuổi mình muốn xài giống như vậy á, thì cả nhà có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn, mình có thể mua được dòng máy đó. Cả nhà ha, que thì xài chung nha. Đó, mà Hoàng Sơn nhắc lại là trong miền Nam mình thì hay xài cái dòng là miligam. Còn hiện giờ thì Hoàng Sơn vẫn có bán cái dòng milimol để cho cả nhà mình có thể lựa chọn. Rồi, thì cái dòng máy hiện giờ á là giá cái này tầm khoảng 1,2 triệu. Đi theo máy thì có kim với có que đó, thì cả nhà có quan tâm thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới. Thì nếu mà như hãng có chương trình hỗ trợ giá hoặc là hỗ trợ giá từ Sức Khỏe 60 giây thì cả nhà sẽ được cái giá tốt nhất ha. Rồi nếu mà cả nhà mình muốn xem về cái cách hướng dẫn sử dụng của dòng máy này hoặc là những dòng máy tương tự khác như là những cái hiệu mà uy tín trên thị trường á, thì có thể thêm xem lên kênh Sức Khỏe 60 giây. Còn những cái dòng máy rẻ tiền á, như hoặc là quà biếu tặng không á, thì thường Hoàng Sơn sẽ không có cái chương trình đó. Và Hoàng Sơn cũng không có quảng cáo, tại vì nhiều khi đo mà không chính xác thì mình cũng có thể không nên đo. Thì đo mà không chính xác thì uống thuốc nguy hiểm cả nhà ha. Rồi tạm biệt cả nhà.